Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba bước vào giai đoạn 4 với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, an toàn ở mức độ cao nhất. Nhiều tham luận, tâm huyết, trí tuệ của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa đóng góp cho công cuộc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Huế trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tập trung giúp người dân khôi phục sản xuất và phát triển các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, vấn đề cấp thiết để tái sản xuất hoa màu sau thiên tai. Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã dành sự quan tâm theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Những tin chính qua phần điểm tin vừa rồi đã mở đầu chương trình sáng nay, thứ bảy, ngày 28 tháng 11. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì cuộc họp giao ban với các sở ngành liên quan, cả lực lượng nhằm đánh giá tổng quan công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng Ba, đưa ra các giải pháp tiếp theo cho công tác tìm kiếm giai đoạn 4. Tại cuộc họp, các thành viên cứu hộ cứu nạn cho biết, sau khi giai đoạn 3 ngang đập, nặng dòng tìm kiếm các nạn nhân mất tích đã gặp một số khó khăn, đó là sự thẩm thấu của mặt đường ngang và ngầm của dòng sông gây cản trở cho công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tại giai đoạn 4, khi triển khai phải mở đường di chuyển đảm bảo an toàn cho phương tiện và nhân lực thi công. Bên cạnh đó, với khối lượng công việc lớn tại giai đoạn này nên cần có các phương tiện công suất lớn để tiến hành thi công tìm kiếm. Việc ngang đập nặng dòng tại giai đoạn 4 không thể thực hiện do địa hình nên cần có phương án tạo dòng chảy thoát nước ngay trong dòng suối để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao công tác cứu hộ cứu nạn của cả lực lượng tham gia trong các giai đoạn vừa qua. Chủ tịch tỉnh cho rằng cần đánh giá từng giai đoạn chi tiết, cụ thể và kết quả của từng giai đoạn đã thực hiện. Bên cạnh đó, cần xây dựng phương án tối ưu chuẩn bị cho giai đoạn 4 với quan điểm khoa học phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chủ tịch tỉnh mong muốn thân nhân các nạn nhân mất tích thông cảm, chia sẻ những khó khăn với lực lượng tìm kiếm. Cả đơn vị đã tranh thủ từng phút từng giờ để tìm kiếm từng vị trí cụ thể, các điểm nghi ngờ để tiến hành rà soát, đồng thời tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các ban ngành cần rà soát lại công tác vận hành hồ đập các thủy điện tại khu vực này, không để có sự cố xảy ra, đồng thời có các biện pháp xử phạt với các công trình không đảm bảo an toàn vận hành hồ đập. Ngày hôm qua, tại cửa khẩu quốc tế La Lây, tỉnh Quảng Trị, đồng bộ chính quyền tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã tổ chức trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa bão dài ngày vừa qua cho ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng. Tham dự lễ có ông Phu Thông Kham Mạ Vi Vông, Phó tỉnh trưởng tỉnh Salavan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế, có ông Đặng Ngọc Trân, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng. Nhằm không ngừng nâng cao tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai dân tộc của hai nước Việt Nam Lào và nhân dân ba tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan nước bạn Lào ngày càng gắn bó, đoàn kết hữu nghị, sẽ chia những khó khăn trong bão lũ để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, an ninh chính trị ngày càng ổn định vững chắc. Đảng bộ chính quyền tỉnh Salavan đã huy động nguồn kinh phí gồm 30 tấn gạo, 150 triệu kiếp tiền mặt tương đương 330 triệu đồng để kịp thời chia sẻ hỗ trợ nhân dân các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ, vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống. Đại diện lãnh đạo các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận quà hỗ trợ, bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, giúp đỡ của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Salavan. Sau đây là nguồn động viên to lớn để cán bộ chiến sĩ và nhân dân ba tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng tiếp tục khắc phục khó khăn, không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị trên các địa phương. Chuyển sang những thông tin khác, chiều qua, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định đã có buổi gặp mặt lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, lãnh đạo các trường học trên địa bàn cùng trao đổi những vấn đề quan tâm về đẩy mạnh và nâng cao chất lượng giáo dục của thành phố trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định đã dành thời gian trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc đẩy mạnh đổi mới phương thức giáo dục trong thời gian tới, tập trung các nội dung liên quan đến giáo dục đạo đức, nét đẹp truyền thống đặc sắc về lối sống văn hóa Huế, lịch sử Huế, âm nhạc, thể thao, kỹ năng sống. Hiện tại trên địa bàn thành phố Huế có 31 trường mầm non, 35 trường tiểu học và 24 trường trung học cơ sở. Trong những năm qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố đã triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, tăng cường công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đảm bảo chuẩn hóa, đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu theo vị trí việc làm.
Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Đình mong muốn các trường trên địa bàn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu, đặc biệt là đẩy mạnh chương trình di sản văn hóa Huế vào trường học một cách có hiệu quả, từng bước lan tỏa các giá trị đạo đức, nét đẹp về văn hóa di sản của cố đô Huế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vừa tổ chức hội thảo chuyên đề bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Huế trong tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Hội thảo có sự tham dự của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Huế. Với hơn 700 năm hình thành và phát triển, trải qua ba cuộc tiếp biến văn hóa lịch sử quan trọng, Huế là thành phố di sản còn lưu giữ khá đậm nét các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa tinh thần. Hội thảo với 24 tham luận là tâm huyết trí tuệ của các nhà nghiên cứu để đóng góp cho công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hóa Huế trong tiến trình phát triển mảnh đất cố đô Huế nói riêng và bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung. Về đặc điểm bản sắc văn hóa Huế, có 8 chuyên đề với nội dung trọng tâm về lịch sử và đặc điểm văn hóa Huế. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Bang cho rằng, văn hóa Phủ Xuân là nguồn lực tạo nên sức sống mới của Đại Việt trong thế kỷ 17-18 và là nền tảng vững chắc để có văn hóa Huế trong thế kỷ 19. Cùng bàn về lịch sử hình thành văn hóa Huế, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, di sản văn hóa Champa là một trong những thành tố có vị trí khá đặc biệt, góp phần cấu thành bản sắc văn hóa Huế. Ở nội dung bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Huế trong tiến trình thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, có 16 tham luận nêu lên việc bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa Huế trên nhiều lĩnh vực, từ di sản Champa, di sản áo dài, đình làng, phố cổ cho đến di sản tín ngưỡng tôn giáo. Nhìn nhận thực trạng và công tác khai thác các di tích lịch sử, bảo tàng ngoài công lập hiện nay cũng như công tác giáo dục truyền thống, từ đó nhân lên ý thức bảo vệ những giá trị của di sản tiền nhân để lại cho thế hệ trẻ. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 11 tại thành phố Huế, Hội Phụ sản Việt Nam tổ chức Đại hội Phụ sản Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị sản phụ khoa toàn quốc năm 2020. Phát biểu khai mạc đại hội, giáo sư Nguyễn Việt Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế nhận mạnh, trong thời gian qua, Hội Phụ sản Việt Nam đã không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng. Đây là giai đoạn thuận lợi khi Đảng và Nhà nước đánh giá cao vai trò vị thế hội trong việc đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe y tế cho cộng đồng. Giáo sư mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy vai trò nỗ lực hội viên, đoàn kết xây dựng hội ngày càng phát triển mạnh mẽ. Hội đã báo cáo công tác hoạt động nhiệm kỳ qua và hướng phát triển hội trong thời gian tới. Hội Phụ sản Việt Nam thống nhất khuyến cáo thực hành số 2 sàng lọc và điều trị dự phòng tiền sản giật để trình Bộ Y tế xem xét, phê duyệt và ban hành nhằm cung cấp hướng dẫn thực hành cho các thầy thuốc sản phụ khoa trong toàn quốc, theo cách tiếp cận phù hợp với nguồn lực của các cơ sở y tế Việt Nam. Hội cũng đã kiện toàn công tác nhân sự cho ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2020-2025. Chiều cùng ngày, hội nghị sản phụ khoa toàn quốc do Hội Phụ sản Việt Nam phù hợp với Hội Phụ sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chính thức khai mạc với sự tham gia của gần 1.000 đại biểu là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên và các chuyên gia trong lĩnh vực sản phụ khoa từ các bệnh viện trên khắp cả nước và các hội uy tín trên thế giới. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện và hướng dẫn nghiệp vụ thư viện năm 2020. Trong thời gian một ngày, các cán bộ phụ trách thư viện của các đơn vị trong tỉnh sẽ được phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện, tập huấn về các nội dung như nghiệp vụ sắp xếp kho tài liệu, kỹ năng tổ chức phục vụ bạn đọc tại chỗ, luân chuyển và lưu động, hướng dẫn kỹ thuật xử lý tài liệu từ truyền thống sang tài liệu số, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thư viện. Bên cạnh nâng cao nghiệp vụ cho cả cán bộ làm công tác thư viện, thì hội nghị còn là cơ hội để các học viên có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình hoạt động, qua đó thực hiện tốt hơn nhiệm vụ ở cơ sở. Nhằm nâng cao năng lực trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật, chính sách về đảm bảo quyền lợi của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em cho mạng lưới đội ngũ cán bộ của hội. Theo đó, các học viên được cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em như chính sách hỗ trợ đối với trẻ em theo nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, một số kỹ năng trong thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, phương pháp kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ. Lớp tập huấn nhằm giúp cho các bậc phụ huynh và cán bộ các ban ngành đoàn thể địa phương nâng cao nhận thức về kỹ năng bảo vệ và phòng chống xâm hại trẻ em, từ đó xây dựng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh và kịp thời có các biện pháp hỗ trợ can thiệp khi trẻ em có nguy cơ bị xâm hại. Dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng
trao 100 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của lụt bão trong thời gian vừa qua. Tiếp nối chương trình với những thông tin khác, hiện nay trên địa bàn khu kinh tế và công nghiệp tỉnh có nhiều dự án lớn đang được triển khai, nhưng công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu sớm giải quyết những khó khăn này để tăng thu hút đầu tư trong thời gian tới. Trong đó có các dự án như dự án khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Mô tô Huế, dự án đầu tư xây dựng quản lý và kinh doanh chợ truyền thống Lăng Cô, dự án nhà máy gia công Thạch Anh Chân Mây, dự án khu du lịch Suối Voi, dự án khu công nghiệp và khu phi thuế quan Sài Gòn Chân Mây của công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Huế, dự án khu phức hợp du lịch và dịch vụ Đăng Kim Long Thừa Thiên Huế của công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng Kim Long. Việc giải phóng mặt bằng cho các dự án còn rất nhiều khó khăn vướng mắc, như một số thửa đất đang có tranh chấp do chủ đất ở xa, công tác xác định thời điểm xây dựng của các hộ dân vẫn còn chậm, vướng mắc trong việc bố trí tái kinh doanh sinh kế, các hộ dân không nhận tiền do đơn giá bồi thường hỗ trợ thấp, xin bố trí suất tái định cư cho hộ phụ. Để triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị quyết liệt hơn nữa trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tiến hành rà soát, có một kế hoạch tổng thể có trọng tâm, trọng điểm để giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án. Sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, Thừa Thiên Huế đã có rất nhiều sản phẩm có chất lượng, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị dựa trên cơ sở đăng ký của các chủ thể kinh tế từ các địa phương. Sau 2 năm thực hiện chương trình OCOP 2019-2020, đến nay Thừa Thiên Huế đã có 34 sản phẩm đạt sản phẩm OCOP, xếp hạng 3 sao trở lên, trong đó có 6 sản phẩm được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xếp hạng sản phẩm OCOP. 11 sản phẩm hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã đánh giá chấm điểm xếp hạng, chuẩn bị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận. 17 sản phẩm còn lại hiện đang được các chủ thể kinh tế đang hoàn thiện chuẩn hóa hồ sơ để thẩm định đánh giá xếp hạng, trong đó có 3 sản phẩm được chọn tham gia đánh giá sản phẩm OCOP của trung ương. Theo khảo sát trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có khoảng 100 sản phẩm có thể tham gia chương trình OCOP. Hiện nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh có chất lượng tốt từ chương trình OCOP không chỉ được tiêu thụ ở địa phương mà còn được phân phối ở các chuỗi siêu thị trong nước, có mặt trên một số chuyến bay quốc tế. Thưa quý vị, tập trung khôi phục tái sản xuất hoa màu sau thiên tai nhằm giúp đỡ nông dân các tỉnh miền Trung nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng ổn định cuộc sống là vấn đề cấp thiết được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm. Cùng với hỗ trợ hạt giống cho các địa phương, hiện các cơ quan chuyên môn của Bộ đã tiến hành khảo sát hiện trạng sản xuất, sinh trưởng tại các vùng chuyên canh hoa màu trên địa bàn tỉnh để giúp người dân khôi phục sản xuất và phát triển các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Ghi nhận của phóng viên Huyện Ngày Mới. Hương Ngang, thị xã Hương Trà được xem là vườn quốc hành lá cung cấp cho thị trường cả nước. Tuy nhiên, liên tục các đợt lũ chống lũ vừa qua đã làm cho hơn 75 hecta hành lá đang bước vào thời kỳ thu hoạch bị lũ cuốn trôi, mất trắng hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 18 đến 20 tỷ đồng. Hành lá là cây hoa màu chủ lực của địa phương thuần nông, giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho hàng trăm hộ gia đình. Song vấn đề khó khăn nhất hiện nay là không còn nguồn giống hành truyền thống của địa phương để gieo lại, khôi phục tái sản xuất sau mưa lũ. Qua đây, chính quyền địa phương đã đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh sớm nghiên cứu hỗ trợ nguồn giống hành lá, rau màu các loại cho bà con nông dân. Thiệt hại lớn nhất của bà con hiện nay á, hộ nào ít nhất cũng trên 15 triệu, còn hộ mà cao nhất phải là 60 triệu. Còn về thiệt hại mà nói chung là trên toàn phường chứ không phải là riêng tổ dân phố An Lưu của chúng tôi. Và nói chung là tiếp tục cái khó khăn tới đây là nói chung về cái khâu giống, là nói chung là cũng yêu cầu trên Sở Nông nghiệp và cũng như bên Bộ Nông nghiệp là coi gì hỗ trợ cho bà con dân Hương An, là nói chung là để cho có cái nguồn giống để mà tái sản xuất tiếp. Sau khi lụt bão xong thì có cái hướng chỉ đạo cho bà con người dân á, là tái sản xuất lại một số cái cây hoa màu ngắn ngay để đáp ứng cái đời sống hiện tại cho là bà con thành viên của hợp tác xã. Thứ hai nữa là có một số diện tích mà có thể chuyển từ cái màu đến vùng cây lạc để gieo hành cho cái vụ đông của 2001 á. Thì hiện nay á, là cái hạt giống của người dân á, hiện nay trong dân á, thì còn chỉ còn 1/3, 1/4 của hạt giống thôi, rất là khan hiếm.
Theo thống kê của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, cả đợt thiên tai vừa qua đã làm hơn 570 hecta rau màu các loại trên địa bàn tỉnh bị lũ cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn. Sau khi khảo sát hiện trạng vùng chuyên canh rau màu tại một số các địa phương trên địa bàn tỉnh, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã khuyến cáo hợp tác xã nông nghiệp Hương An cũng như đồng viên hướng dẫn bà con nông dân trước mắt cần sớm chuyển đổi, đưa vào thay thế một số hoa màu khác để sản xuất nhằm giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho người dân sau khi thiên tai đi qua. Đoàn công tác của chúng tôi là giúp cho hỗ trợ làm thế nào để cho người nông dân quay lại và phục hồi lại sản xuất. Và hiện nay thì chúng tôi đã có những gói hỗ trợ nữa. Ngoài những cái gói cung cấp hạt giống thì chúng tôi đã có những cái lớp tập huấn để giao cho trung tâm khuyến nông các địa phương, đấy, trong đó có Thừa Thiên Huế, thì để giúp cho bà con ấy là canh tác với trong cái điều kiện là sau bão lũ như thế nào, và thậm chí là thay đổi cả cái tập quán canh tác. Ví dụ như là ở đây, trước đây thì chúng ta chủ yếu là trồng hành ăn lá, bây giờ chuyển sang các cái loại rau ăn lá để phục vụ ngay cho cái nhu cầu của bà con hiện nay. Thì đây là những cái giải pháp rất thiết yếu mà Bộ Nông nghiệp đã chỉ đạo các cơ quan của Bộ tích cực vào cuộc. Trước đó, từ nguồn chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên Huế 16 tấn hạt giống rau để khắc phục hậu quả lũ lụt, đồng thời xây dựng một số mô hình sản xuất gắn với thích ứng biến đổi khí hậu để bà con nông dân học tập nhân rộng, hạn chế những rủi ro thiệt hại do thiên tai gây ra, nhất là trong vụ sản xuất đông xuân 2020-2021. Được biết hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục kêu gọi các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp tiếp tục có những hoạt động hỗ trợ cho các tỉnh miền Trung và Thừa Thiên Huế bị thiệt hại nặng nề trong các đợt thiên tai về các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, nhu yếu phẩm, lương thực, xây dựng các mô hình sớm khôi phục sản xuất sau lũ. Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện Phong Điền tổ chức trao thiết bị dạy học và trao học bổng cho các em học sinh hiệu học trên địa bàn huyện Phong Điền. Đoàn đã trao tặng các trang thiết bị học, đồ dùng dạy học với tổng trị giá 130 triệu đồng. Bên cạnh đó, trao 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh nghèo hiệu học của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Đây là trường bị ngập sâu trong nước trong đợt lũ vừa qua và làm một số trang thiết bị đồ dùng dạy học bị hư hỏng, khiến công tác dạy học gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Hội đồng Hương tỉnh Thừa Thiên Huế tại Hà Nội chia sẻ, trước tình hình thiên tai liên tiếp xảy ra tại quê nhà gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, Hội đồng Hương đã phát động quyên góp từ những người con đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội với mong muốn đóng góp nhỏ bé từ tấm lòng của những người con xa quê, nhưng món quà sẽ phần nào giảm bớt những khó khăn của chính quyền nhân dân vùng lũ. Thưa quý vị, theo phản ánh của rất nhiều người dân phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, tuyến đường Lê Thuyết trên địa bàn phường nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn khiến cho việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên Huyện Ngày Mới. Vào làng Điều Cốc, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, với chiếc cổng làng cao đẹp, nhưng nhìn xuống dưới là sự ngổn ngang của trục giao thông chính của ba khu dân cư thuộc địa phương này, với hơn ngàn hộ dân. Đường Lê Thuyết có chiều dài 2,3 km, nối liền quốc lộ 1A và đường Tránh Huế. Ngoài các khu dân cư, trên tuyến còn có hai cơ sở giáo dục. Đây là trục đường huyết mạch của người dân phường Hương Xuân, vừa đi lại, vận chuyển nông sản, thông thương giữa vùng thượng lưu và hạ lưu của địa phương. Tình trạng của con đường này đang là nỗi ám ảnh, lo lắng cho các bậc phụ huynh và mọi người dân ở khu vực này. Nếu tính mà tai nạn mà xảy ra ở trên đường này mà chưa có nghiêm trọng, nhưng mà tai nạn mà xảy ra vừa vừa thì phải nói là hàng ngày là xảy ra, vì ổ gà rồi là đường quá xấu, đánh giành nhau cái đường một cái tí đường thôi để họ đi. Thì cũng đề nghị với nhà nước là sớm để là làm lại cái đường này để cho nhân dân đi lại được thuận lợi hơn. Con đường này được hình thành từ rất lâu và nó được chỉnh trang nâng cấp mở rộng, thảm nhựa thẩm thấu vào những năm xây dựng đường Tránh Huế. Và từ đó đến nay, chưa được nâng cấp mở rộng, duy tu đúng nghĩa, có chăng chỉ là chắp vá, đảm bảo giao thông tạm thời do nguồn kinh phí của địa phương không đảm bảo. Như cuộc họp tiếp xúc cử tri, cả cấp đã đưa vấn đề này ra và đã được ghi nhận từ Hội đồng Nhân dân cũng như đoàn đại biểu Quốc hội. Theo tìm hiểu, thì tổng hợp ý kiến của cử tri đã được lưu và có danh sách để đầu tư con đường này phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Nhưng đã hơn 10 năm nay, con đường vẫn cứ hoang mình và người dân vẫn cứ phải ghi tay lái khi lưu thông trên trục đường quan trọng này, và không thể kể hết số vụ tai nạn đã xảy ra trên con đường này. Con đường này xây dựng đã quá lâu và hiện nay là xuống cấp rất là nghiêm trọng,
con đường này cũng nằm trong cái dự án quản lý đường bộ địa phương, dự án Nam Nam. Thì chúng tôi cũng mong rằng để cho phục vụ phát triển địa phương cũng như là bà con dân đi lại thì những thì rất là mong các cấp lãnh đạo như là dự án sớm đẩy nhanh triển khai những dự án để con đường này được hoàn thành. Chưa kể tình trạng mặt đường mà cầu cổng trên tuyến cũng đã xuống cấp, không lan can, hồ lăng đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tìm hiểu vấn đề này, chúng tôi được biết việc mở rộng mặt đường 3,5m, bù lề mỗi bên 1,5m cùng việc lắp đặt hệ thống chiếu sáng đang được tiến hành từ dạng nâng cấp chỉnh trang đã có trong danh mục trong dạng RAM của ban đầu tư xây dựng giao thông tỉnh. Nhưng do nguồn vốn chậm giải ngân nên việc mở thầu đang được tiến hành trong thời gian đến. Chính quyền địa phương cũng như cử tri đều mong mỏi con đường được sớm đầu tư nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại và sự an toàn cho hàng ngàn người dân ở khu vực này. Như thường lệ, kết thúc chương trình Huế ngày mới sáng nay là thông tin thời tiết Thừa Thiên Huế trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên ở Thừa Thiên Huế ngày hôm nay trời chuyển nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ dao động từ 21 đến 24 độ, độ ẩm 85% đến 92%. Thời tiết biển có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió bắc đến đông bắc cấp 5 giật cấp 6, sóng biển cao từ 1 đến 2 m.